Matos Matni, chuyên gia về tác chiến tàu ngầm, nhận định phần mũi tàu có 6 ống phóng 533mm được bịt kín. Các ống này có thể phóng ngư lôi hạng nặng mình 48, tên lửa chống hạm và thủy lôi. Phần mũi tàu ngầm cũng có hệ thống thủy âm mảng hình trụ, bộ phận chính của mạng lưới cảm biến âm thanh trên chiến hạm, cho phép xây dựng hình ảnh tổng quan về toàn bộ khu vực bao quanh tàu. Phía mũi tàu có cột cảm biến âm thanh tầm xa, cung cấp phương vị, phạm vi và tốc độ truyền âm từ nguồn. Có thể giám sát vũ khí hoặc đạn của hệ thống phòng thủ do tàu triển khai, phục vụ liên lạc dưới nước và theo dõi độ ồn mà chiến hạm phát ra. Khu vực giữa thân tàu có các mấu hơi lồi ở vị trí đặt hệ thống thủy âm thụ động, giúp tối ưu khả năng lọc tách âm thanh thu được khỏi tiếng ồn phát ra từ tàu ngầm và cải thiện khả năng phân loại nguồn âm. Chiến hạm Hải Côn sử dụng thiết kế kết hợp thân đôi và thân đơn, giống tàu ngầm lớp Walrus của Hà Lan. Phần mũi và đuôi tàu là thân đôi, trong khi khoang chịu áp nằm ở giữa là thân đơn để tạo thêm không gian bên trong cho thủy thủ. Thiết kế này mang tính ứng dụng cao, song trên thực tế sẽ tạo ra thêm tiếng ồn, Smutny nhận định. CSBC dự kiến bàn giao tàu Hải Côn cho lực lượng phòng vệ Đài Loan vào cuối năm nay sau khi hoàn tất thử nghiệm. Hải Côn và 7 tàu ngầm khác cùng lớp dài 70 m độ giãn nước 2.500 tấn, được cho là dựa trên cơ sở chiến hạm lớp Goatvis của Hà Lan. Các chiến hạm này do Đài Loan tự phát triển, được chế tạo tại xưởng đóng tàu ngầm ở thành phố Cao Hùng, miền nam hòn đảo.